Chào bạn nha. Thì hôm nay chúng ta sẽ xem qua con bet mới nha bạn. Bây giờ cánh cục hiền ảo. Thì đây là bet free nha. Nhiệm vụ bữa giờ luôn á. Đây nè. Thì bạn nào mà cho em kèo nhiệm vụ thì hôm nay là nhận được á. Có là mình review các bạn luôn. Bạn nào chưa nhận được thì tranh thủ nha. Còn 9 ngày thôi đó. Ok thì trước tiên mình sẽ tiến hóa lên nha và nâng lên cấp 30 nha. Thì skill nó mới mát được. Xem khác gì không? Nói cho là không còn cái ngậm cái nấm vú nữa. Lớn rồi mà. Con này nhiều đá tiến hóa ghê. Chắc phết. Hai cấp rồi á. Phần cơ duyên của nó thì nó chưa có cơ duyên với bet nào nha. Ui vãi thiệt. Mình không ngờ là cái con bé nó vậy luôn á. Bữa thật sự. Con bé này bựa ghê ta. Hai vừa lơ. Hai cái tay nó là hai cái cánh rồi mà ta còn hai cái cánh đằng sau lưng nữa chứ. Như thiên sứ. Ok, chúng ta đến với bộ kỹ năng của nó nha bạn. Thì kỹ năng đầu tiên thì nó sẽ hỗ trợ tăng tốc thêm 8,4%. Vì là bet free nên nó không được cao lắm. Chữ 2 thì khi bị tên lửa tấn công 20% nhận ngay khiên trắng. Wow. Thì là cái con này chưa đọc cổ cũng được này. Skill đầu mình thấy cũng được á. Không được mạnh lắm thôi. Chữ 3 nè, tốc độ nè. Mỗi 10 giây thì 35% xác suất trong 7 giây. Tốc độ tối đa cơ bản kèm 4 km/h. Nói chung là 10 giây thì nó sẽ tỷ lệ phát động cộng tốc độ. Như bet Natra các bạn. Natra thì 8 giây. Hit ta. Con cánh cục này nó khác hẳn hai cánh cục kia. Cánh cục xanh với hồng. Hai cái con bet đầu tiên của game. Nhưng mà bây giờ là con ra con cánh cục chúa rồi. Hai con này bây giờ phế vật rồi. Không ai xài nữa. Mấy bạn mới chơi có không có bet để xài thôi. Ok, chúng ta vào đua để xem kỹ năng nó như thế nào nha. Đó, có skill luôn các bạn. Phát động nhiều quá chứ. Mới vào mà 20 giây phát động hai lần luôn. Cảm giác con xe nó yếu ta. Mà nhớ con hoa đáng hết skill nó cũng đâu tích nitro phế vậy đâu trời. Cái xe chưa nâng cấp các bạn à. Nghi lắm á. Skill nữa các bạn. Every này hơi ngon đấy. Xin với đạn. Trong những bet free mà là ngon nhất luôn á. Ừ,
xe chưa nâng cấp thiệt các bạn. Vãi thật. Tia bé nó hợp với cái bô bên thần kìa. Mẹ bé phải ri thành ra cái tia bé nó không được đẹp lắm. Hơi cùi. Mấy cái map bay bay chỗ này thì các bạn xài con Big Mom á. Mom bé phải ri bữa trước á. Nó mạnh hơn so với con cái cục này. Cái cục này thì chú ý các bạn lấy để chạy mấy map đường trường nữa. Ok thôi. Bạn nào chưa có bét chạy đường trường thì nên lấy con này nha. Ok luôn á. Cái free này là ngon rồi. Chứ các bạn mà đem so sánh sức mạnh với mấy con lôi chứng tử hay là báo sư tử các kiểu thì không bằng đâu. Thấy phát động ít phết. Mấy lần à. Xe này tất đồ họ đi nó không được đẹp lắm. Em mở đồ họ mát lên thì tân tóc quá. Nó có gió ngay cánh nó nhìn đẹp vậy. Lâm môn trận này Guren gặp nhiều nè. Map này mình nghĩ là map tủ nhiều bạn à, mình thấy khá nhiều bạn chơi map này. Kéo nè. À, chưa biết kéo Nitro thì tập cái khúc này nè. Hay là tập kéo thời gian Nitro. Đập xe đu đất này. Cái con này thì chạy như này. Chiến thần thì các bạn kéo cái đoàn này luôn. Gấp này. Cái
Bây giờ mới chạy lại cái xe Spirit này luôn á. Biết ra mùa mới chưa ta? Nghĩa là chắc cũng gần ra xe Spirit mùa mới rồi á. Thấy cũng lâu rồi. Cái map bè kiểu này chạy mid mon đúng khỏe luôn á, hay là con đại đại vương á, ngon hơn con bé này. Bé này dưới chạy đường trường ok thôi. Ok thì clip đến đó thôi nha, các bạn xem thấy hay thì nhấn like cho mình nha các bạn, và chưa đăng ký kênh thì đăng ký ủng hộ mình nha. Tạm biệt các bạn, hẹn gặp các bạn trong clip hôm sau của mình nha, bye bye, đừng quên nhấn like và subscribe đấy.